Sao à, sao sao phát biểu cảm nghĩ rồi sướng không? Không muốn nói với bạn. Yếu hả? Hết tổ bún rồi hả? Hết tổ bún. Chào cả nhà nha. Hôm nay Từ Siêu sẽ mời cả nhà trở lại với xưởng tiện của anh Dương. Thì nghe nói là ảnh có làm một cây cây tiếp tâm bua ha, mới. Thì mời cả nhà vô xem để coi cái tiếp này như thế nào nha. Kết hợp giữa sắc vị nóc. Đây đây em nó nằm ở đây nha. Cây tiếp tâm bua này cái phần ống á thì inox 168 ly, còn cái phần sắt này á nè, mấy cái khía này nè là 6 cánh nha, này nó dày 2 phân, còn cái đầu quả tiễn á là chiều dài của nó là 8 tấc ha. Ở đây xài cái mặt gam inox, nói chung là mặt gam này để chặn gác, còn cái phần bạc cao su thì chưa có đóng nha cả nhà. Thì khi nào đóng thì mình sẽ quay lại ha, cả nhà hãy chờ xem nha. Đây còn một cái cánh nữa nè, hai bên hai cánh nữa là xong, tổng cộng là 6 cánh. Còn ở đây là cái mặt cọp đó, mặt cọp này giờ chơi inox luôn. Hồi xưa thì ta xài thao, bây giờ là tiết kiệm hơn là xài inox luôn nha. Khoan 48, lỗ 25 ly. Hôm nay anh Dương anh đi lại xe đàn ủ rồi, cho nên là mới có làm được có bao nhiêu à. Cái chiều dài của nó thì là 2m3 nha. Còn phía bên trong cái đầu tiếp nè là đóng rồi, hết cái bạc rồi nha. Này lót cái khúc nhỏ thôi, còn kia thì ngày mai đóng. Ngày mai mình sẽ cố gắng mình dành thời gian quay em này. Vô vô phép nha, cày cày ở cái này không. Tô bún rồi. À. Đấm như bằng hũ gì đó nó dục cái lực nó cũng không lớn cho lắm. Nhưng mà con cái là nó vô đều hơn. Đó. Nhanh hơn. Hello. Cái xài láp là 127 ly nha, còn cái bạc là 156, cái vòng ngoài á. Quất vô đuối hả? Đãi Từ Siêu. Căn cây này nguy hiểm lắm nha cả nhà, thấy không? Chứ căn sắt là không sợ. Cút tiếp nữa. Sao
Sao à, sao sao? Phát biểu cảm nghĩ rồi, sướng không? Không biết các bạn. Yếu hả? Hết tổ bún hả? Hết tổ bún. Không ai cũng bị yếu như vậy đó. Ở đây bữa nay có ông chủ ghe lú qua coi nữa. Fan cứng của Từ Siêu nha. À, chút nữa đây thì mình có thể là lại quay chiếc ga lú của ông chủ này nữa ha. Đặt bộ nữa, nói luôn. Đặt bộ nữa, giữ luôn. À. Đổi chỗ. Cơm nè, cháo nè, phở nè, nước mía. Rồi gần hết rồi. Cái nữa. Mài không? Cái nó đi. Chú thấy các bạn này sao chú? Được không? Im không? Đóng gì được không? Bạn này đóng vô vậy là im rồi. Im ha. Thì nói chung á, có nhiều bạn comment cho mình á, là nói á, là dùng Nietzsche rồi dùng máy ép hiệu lực. Nói chung nhiều cách á, thì cách này là nhanh gọn lẹ nhất, tốn sức thôi, 30 giây mau ha. Ngon lành luôn. Tốn tô bún là hết. Cái clip này là mình quay 2 ngày thì hôm nay đã xong rồi nha. Quá im. Nói chung là nó giờ đóng là hết tô bún nha cả nhà. Với tô hủ tiếu hả? Trời mưa bão có gì ăn được thao lỡ bữa nay. Bạn hủ lính của anh Dương ha. Đang thợ chúa đó hả? Thợ chúa. Đang chuẩn bị vớt cái cục thao. Cục thao này là ở sau lái nha cả nhà. Cục thao này là chủ mua trả tiền rồi. Cái phần bạc thủy túc này nè cả nhà là 1 kg, anh Dương nói là mua mới bây giờ là 190.000 nha. Bạc thủy túc sau lái đó. Cái gì cũng lên giá hết trơn. Inox cũng lên, sắt cũng lên, thau cũng lên. Mà công không lên hả? Lên luôn. Lên không? Lên thiên đàng hả? Cái mặt gam ở đây nữa, mặt gam inox. Đây nó nằm ở đây. Chặn gác nha. Cách này là của Kiên Giang. Hồi xưa là xài cục thao, giờ là xài inox. Có người người ta sẽ khía ha. Nói chung là cắt thêm mấy đường đây nữa để mà khi gác ba cái lưới này nọ vô á là nó sẽ chém nó đứt. Có người ta chế gì luôn. Rồi cái này nó cũng hay nè. Mình muốn nói thêm á là có vài ông chủ á, ông sẽ khoan lỗ đây. Khoan một lỗ hoặc hai lỗ. Là khoan xéo vô đây nè, nhắm vô cái lỗ ngay cái đường rãnh này nè. Đó. Khi mà khi gác á nó quay rồi nó thiếu nước trong đây á, nó sẽ mau hư cái bạc. Rồi mấy ổng sẽ khoan đổ đây cho nước bên ngoài nó tràn vô nhiều nữa. Đó. Mà khoan ngay đường rãnh này mới được nha. Nó im hơn. Thì theo mỗi suy nghĩ mỗi người. Đó là gọi là cách nuôi bạc. Xiết lại là xong.
Xiết xong rồi á thì chấm hàng luôn, nói chung là dài mối gì đó. À, vậy thì clip này đến đây kết thúc nha. Hôm nay cũng may mắn là quay được cái cảnh đóng bạc 127 rồi, cái đầu tư tâm bua mới đó. Thì ở đây ta xài cách này đó, bây giờ là theo cái mẫu này đó, tiết kiệm được mớ. Nếu mà chơi nóc hết thì tốn tiền, còn này thì sắt kết hợp với nóc và lắp keo bên ngoài đó. Thôi chào khán giả đi, Văn Dương. Đúng là may mắn là anh Calamen quay mà cái bạc nó không bị lỏng, tại lỏng thì chết tà liền. Giỡn hoài.